Ok, chúng ta sẽ đối thủ vâng, Phần Lan. Elo của anh cũng khoảng gần bằng CTC. Lắc ấy à, lên mã nhập đi chuyên tâm. Rồi đây mình đang tấn công con tốt yếu này, con tốt cô lập của bên trắng. Bây giờ phải tìm cách phát triển con tượng này. Trước mắt thì cũng chưa có cách nào. Lên tượng giữ. Rồi, bây giờ mình dí tốt và tượng đã có đường phát triển. Đổi không? Không đổi. Rồi, đây mình lên hậu để giữ con tốt này, sau đó sẽ phát triển tượng. Mã lên. Vâng, hẳn như thế có lẽ là anh muốn vòng ra đây. Xuống đấy à? Rồi, để ăn tốt mình sẽ ra xe. Bắt lại con tốt này. Về đấy. Vâng, rất hợp lý. Chiếu đấy à, ra đây thì sao, tượng ăn mã tốt ăn lên, ok không vấn đề gì, mũi né mũi né. Rồi chúng ta xem cao thủ Phần Lan sẽ làm gì, chắc anh đang tính nước phế xe à, không phế. Xuống xe đấy thì thực ra thì mã mình đã giữ rồi. Về đuổi đi. Chúng ta thấy là con hậu đứng đây cũng không làm gì. Và mình cũng phải lùi hậu về để tốt có đường dí lên. Đuổi xe và giữ tượng. Rồi, bây giờ chúng ta xem là trắng sẽ chạy xe đi đâu.
Nếu mà ra đây giữ thì mình sẽ thịt mã luôn. Vâng, anh đang phải tính rất sâu nữa này. Sắp hết giờ ở nơi rồi. Vâng, rất khó đánh. Ra xe giữ, đúng là như vậy. Rồi, cũng vẫn như tính toán thôi. Mình sẽ thịt con mã. Mã vòng ra đây thì sao? Mình sẽ thịt thịt hậu ăn lên à? Thế phải chạy tượng, khả năng trắng sẽ rong nút xe xuống đây, khá nguy hiểm. Đúng là như vậy. Đang tính giã con tượng này, chẳng lẽ dòng xe xuống đuổi. À không đuổi được, mã mình đang đứng đây. Xuống đuổi hả, đuổi xe. Gì thua. Rồi, nước chiếu của CDC. Hậu sẽ lùi về, à vẫn chưa hết được. Nhưng mà đổi hậu xong thì trắng hết quân chơi rồi. Bây giờ anh không chiếu đâu được. Con mã mình sẵn sàng lùi về thủ, tạo thành một cái lô cốt cho vua, không thể cản phá. À không thể gọi là xâm nhập. Ra xe đấy. Chúng ta nhìn một chút xem là trắng định làm gì. À hiển nhiên rồi, mình đoán là trắng sẽ chui hậu vào vị trí này và móc máy chiếu hết ở đây. Tiếc ở đây mình sẽ chiếu trước và bắt trắng và đổi hậu. Hậu hay hơn. Rồi, bắt hậu là hay hơn phải đổi hậu chứ.